Bây giờ mình sẽ quay lại một xíu với toàn bộ cái quá trình oxy hóa của axit béo. Giai đoạn số 1 đó là axit béo này sẽ được hóa thành acetin Kojima. Giai đoạn số 2 là axit béo này sẽ được vận chuyển vào trong ti thể nhờ vào hệ thống carnitin. Rồi, acetin Kojima này sẽ làm gì? Sẽ thực hiện quá trình beta oxy hóa để tạo ra NADH và FADH2 vận chuyển trên chủ hấp tế bào để đến oxy để tạo ra ATP. Còn đối với acetin Kojima thì như thế nào? Đối với acetin Kojima thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó có hai trường hợp, đó là gì? Nếu trường hợp mà axit béo mà bị oxy hóa ở tế bào cơ để tạo thành acetin Kojima thì hầu hết các phân tử acetin Kojima ở trong tế bào cơ này sẽ tiếp tục được vận chuyển vào trong chu trình Krebs để thực hiện quá trình oxy hóa tiếp tục. Tuy nhiên hầu hết các cái phân tử acetin Kojima được oxy hóa ở axit béo ở tế bào gan thì nó lại không tổng đi vào chu trình Krebs mà nó sẽ đi vào quá trình tổng hợp thành thể keto. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử nếu mà chúng ta phân tích một phân tử axit béo nó đi theo cái con đường là hoạt hóa vận chuyển vào trong ti thể oxy hóa theo con chu trình beta oxy hóa tạo thành acetin Kojima và acetin Kojima này sẽ đi vào chu trình Krebs và oxy hóa tiếp thì chúng ta sẽ xem được nó bao nhiêu ATP. Được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu là nếu mà ở tế bào gan thì chúng ta tổng hợp thành thể keto thì cái quá trình tổng hợp thể keto này nó sẽ thực hiện như thế nào. Đó là những cái sản phẩm tiếp theo của cái quá trình chuyển hóa tiếp theo của acetin Kojima là gì. Thì bây giờ ở đây chúng ta có này, tôi đưa ra một cái ví dụ đối với một axit béo, đó là axit benmetic. Đó là một cái axit béo có 16 carbon no. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng là vậy thì 16 carbon no thì nó phải thực hiện cách để tạo ra bao nhiêu phân tử acetin Kojima? Thì chắc chắn chúng ta chia hai, tức là mỗi phân tử acetin Kojima 2 carbon mình chia hai thì nó sẽ ra được được 8 8 phân tử acetin Kojima, đúng không? Vậy thì 8 phân tử acetin Kojima này để cắt được 8 thì nó cần mấy chu trình? Nó cần 7 chu trình, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng nó có 7 chu trình và tạo ra 8 phân tử acetin Kojima. Ví dụ mình có này, đây là chu trình thứ nhất này, chu trình thứ hai này, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Chúng ta có là một phân tử acetin Kojima này, hai này, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, được chưa? 8 phân tử acetin Kojima. Rồi bây giờ ở đây chúng ta sẽ tính năng lượng này. Chúng ta dựa vào cái quá trình hồi nãy chúng ta tính rất đơn giản. Chu trình beta oxy hóa chúng ta có 7, acetin Kojima chúng ta có 8 phân tử. Vậy thì mỗi chu trình mà chúng ta đã học, chúng ta thấy rằng là nó tạo ra một FADH2, một NADH. Nhưng mà 7 chu trình thì mình nhân 7 nó lên và ở đây chúng ta thấy rằng là FADH2 thì tạo ra 2 ATP, NADH tạo ra 3 ATP, vậy chúng ta tổng tổng lại là 35 ATP. Rồi, chúng ta có 8 phân tử acetin Kojima đi vào chu trình Krebs. Vậy thì nếu mà nó đi vào chu trình thì mỗi chu trình chúng ta đã tính rồi, chúng ta có là 12 ATP. Vậy thì chúng ta nhân 8 lên là bằng 96 ATP. Vậy cộng tổng lại là 131 ATP. Dĩ nhiên ở đây chúng ta sẽ phải trừ đi cái lượng ATP tham gia vào quá trình hoạt hóa acid béo, đó là 2 ATP. Vậy thì chúng ta còn lại khoảng tầm là 129 ATP cho một cái phân tử acid benmetic oxy hóa ha. Rồi thì đó là mình cách tính năng lượng. Vậy thì mình thấy cái năng lượng này của một phân tử acid béo nó nhiều hơn rất là nhiều so với một phân tử luco ha. Phân tử luco chúng ta đã tính là nó 38 thôi. Rồi, nếu mà ở trong tế bào gan thì chủ yếu các phân tử acetin Kojima này sẽ không đi vào chu trình Krebs mà sẽ đi vào quá trình tổng hợp thành thể keto. Vậy thì chúng ta xem từ thể keto nó là cái gì. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy thể keto nó gồm có ba cái chất có tên là ba phân tử tên là acetoacetat, beta-hydroxybutyrat và aceton. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái acetoacetat và beta-hydroxybutyrat được tạo ra và được vận chuyển vào trong máu và đến các mô ngoại vi. Tuy nhiên đối với aceton là một cái chất dễ bay hơi nên vì thế nó sẽ bài xuất theo con đường hô hấp. Vậy thì chúng ta có đây là ba cái cấu tạo của ba cái chất thuộc thể keto. Rồi bây giờ cách tổng hợp chúng ta sẽ xem như thế nào. Ở đây chúng ta thấy về cách tổng hợp á, thì chúng ta có nó trải qua các phản ứng như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là có sự phản ứng liên hợp giữa hai phân tử acetin Kojima với nhau để tạo thành một chất có 4 carbon có tên là aceto acetin Kojima. Rồi sau đó nó mới kết hợp với phân tử acetin Kojima thứ thứ ba, thì chúng ta dựa vào cái màu đen đỏ đen hồng
xanh này để chúng ta phát hiện, để chúng ta biết là nó cắt bỏ ở đâu ha. Rồi sau đó thì nó kết hợp với acetin Kojima màu xanh thì nó sẽ tạo ra là HMG Kojima, hay người ta gọi nó là beta hydroxy beta methyl glutarine Kojima, chúng ta hay nói tắt đó là HMG Kojima. Rồi sau đó cái phần thứ ba là nó tách đi cái phân tử acetin Kojima ban đầu là màu đen này, tách bỏ đi, tách ra, được chưa? Rồi vậy thì nó sẽ tạo thành được cái chất có tên là acetoacetate, đúng không? Đó là một thể keto thứ nhất, tức là một chất trong thể keto thứ nhất. Cái thứ hai là acetoacetate này cắt bỏ đi cái chất axit thì nó sẽ tạo thành acetone. Nó xảy ra phản ứng khử vị trí beta này thì nó sẽ tạo thành beta hydroxybutyrat. Đó là cách tổng hợp ra thể keto là như vậy. Rồi bây giờ đây chúng ta thấy nè, cái thể keto sau khi được tạo ra ở trong tế bào gan từ quá trình oxy hóa của axit béo thì nó sẽ được vận chuyển vào trong trong máu. Vậy thì khi nó được vận chuyển vào trong máu thì cái acetone này sẽ được đào thải theo con đường hô hấp, còn hai thành phần còn lại của thể keto này sẽ được vận chuyển về tế bào ngoại vi. Thì ở đây chúng ta thấy ví dụ như tế bào cơ hoặc là tế bào não, đó là những tế bào mà sử dụng thể keto khá là phổ biến. Rồi cái khi mà cái thể keto được vận chuyển về tế bào ngoại vi thì thể keto này sẽ biến đổi trở lại thành acetin Kojima và đi vào chu trình Krebs và tổng hợp ra ATP tại các tế bào ngoại vi. Đó, thì đó là cái cách mà nó chuyển hóa cái thể keto là như vậy ha. Rồi vậy thì đó là nội dung ở trong cái phần tôi giới thiệu cho các bạn về quá trình oxy hóa axit béo ha.